đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 được minh chứng bằng những con số tăng trưởng bền vững mà Việt Nam đạt được trong những năm qua. Thành quả to lớn đó có sự đóng góp của một định chế tài chính lớn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Trong hành trình 60 năm qua, thì có thể nói rằng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã luôn thể hiện cái vai trò tiên phong, chủ lực, chủ đạo trong việc thực hiện các cái chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và của ngành ngân hàng. Vietcombank cũng được lựa chọn tham gia vào cái đề án để phát triển các cái doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế của nhà nước để thể hiện cái vai trò tiên phong, dẫn dắt và hỗ trợ các cái doanh nghiệp thuộc các thành phần khác của nền kinh tế. Vietcombank đã nằm trong cái danh sách 100 ngân hàng được niêm yết với cái quy mô vốn hóa lớn nhất ở tầm quốc tế. 60 năm đồng hành cùng dân tộc, Vietcombank một mạch ngầm tài chính âm thầm như những dòng suối nhỏ trong kháng chiến kiến quốc, vượt bao thác gành là điểm tựa của nền kinh tế quốc dân trong những năm đổi mới. Để rồi dòng sông ấy lại vươn mình tìm dòng hợp lưu với đại dương bao la của tài chính thế giới trong quá trình hội nhập. Đó là hành trình về một dòng chảy kiên định, bản lĩnh giữa đại dương tài chính đưa Việt Nam vượt đại dương vươn ra thế giới. Ngược quá khứ gần 2/3 thế kỷ để thấy sự ra đời của Vietcombank có tính lịch sử quan trọng như thế nào. Kể từ đầu năm 1961, chính phủ đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, toàn bộ miền Bắc trở thành công trường lớn với sự chi viện giúp sức của các nước anh em xã hội chủ nghĩa. Song song với việc xây dựng hậu phương lớn chi viện cho chiến trường miền Nam với các phong trào thi đua yêu nước, khẩu hiệu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Một nhiệm vụ chính trị khẩn cấp khi đó là phải xây dựng quỹ ngoại tệ đặc biệt để tiếp nhận viện trợ quốc tế chi viện cho chiến trường miền Nam và bảo trợ cho các hoạt động của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Theo Nghị định số 115 ngày 30 tháng 10 năm 1962 của Chính phủ, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank được tách ra từ Cục Ngoại hối với tiền thân là Sở Quản lý Ngoại hối Trung ương của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động ngày 1 tháng 4 năm 1963. Ngay khi ra đời, Vietcombank là đơn vị độc lập chuyên trách về các vấn đề ngoại hối và ngoại thương, quản lý điều hành quỹ ngoại tệ nhà nước và nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là điều hành quỹ ngoại tệ đặc biệt B29. B29 nó là một cái phòng đặc biệt biên chế độ 10 người nằm trong cái vỏ bọc của Vietcombank Trung ương. Lúc bây giờ đấy thì cái ngân hàng ngoại thương đó, nó gần như là một cái ngân hàng bí mật. Thì những cái năm đầu xe tải vượt Trường Sơn như vậy phải 30 ngày đêm thì tiền mới vào đến chiến trường. Mà những cái hòm đô la giấy đóng trong hòm gỗ rồi ngoài bọc thép thì có lúc giữa Trường Sơn bị nó đánh phá thì đã có lần ta bị nó nung rục gần 4 triệu đô. Và mấy năm như vậy, liên tục như vậy là hàng trăm chiến sĩ phải hy sinh. Binh chủng tiền trong kháng chiến chống Mỹ là một ẩn số với các chuyên gia phân tích chiến sự và mạng lưới tình báo quân đội Hoa Kỳ.
Đây là điều không tưởng trong lịch sử hoạt động ngân hàng thế giới, nơi mà dòng ngoại hối được vận hành, chế biến một cách tài tình từ nước ngoài vào tận chiến trường trong suốt những năm chiến tranh. Bị đánh phá đường bộ, tiền lại được chuyển trên những chuyến tàu không số qua đường Hồ Chí Minh trên biển. Sau đó là cả đường sắt liên vận quốc tế và đường hàng không từ Pháp, Liên Xô, Quảng Châu, Hồng Kông đến Phnom Penh, Viên Chăn về tập kết ở Trung ương Cục miền Nam. Những anh hùng thầm lặng như Lê Văn Châu, Lê Hoàng thuộc B-29, Nguyễn Văn Phi tức Mười Phi, Lữ Minh Châu tức Ba Châu, Võ Hồ Việt tức Bảy Thu thuộc N-2683 và hàng chục bà con Hoa Kiều du kích ẩn danh của C-32 lần đầu cũng đã được giải mật và vinh danh xứng đáng. Chỉ tính từ khi hình thành Quỹ Ngoại tệ đặc biệt năm 1965 đến năm 1975, gần 1 tỷ đô la đã được B-29 vận chuyển vào chiến trường miền Nam bằng nhiều hình thức và phương tiện khác nhau về Trung ương Cục miền Nam N-2683 và phân phối thông qua mạng lưới C-32. Việc thành lập Quỹ Ngoại tệ đặc biệt B-29 với sự tham gia trực tiếp của Vietcombank đã hình thành nên con đường tiền tệ huyền thoại. Con đường ấy chính là mạch ngầm tuôn chảy của cách mạng, như hợp lưu của dòng sông thác lũ tài chính nuôi huyết mạch giải phóng dân tộc. Năm 2009, Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tài chính đặc biệt của Trung ương Cục miền Nam. Đi qua chặng đường dài 30 năm sau ngày độc lập, Việt Nam một lần nữa bước vào trang sử mới, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất hai miền Nam Bắc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vietcombank đã tham gia tiếp quản hệ thống ngân hàng của chính quyền miền Nam Việt Nam, thu hồi ngoại tệ và tiếp quản các quyền tại các tổ chức tín dụng quốc tế để liên kết và hình thành hệ thống trên toàn quốc nhằm hỗ trợ việc xử lý các khoản vay, viện trợ và hỗ trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa đã trở thành mục tiêu hàng đầu cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh Mỹ cấm vận kinh tế, các khoản vay viện trợ kinh tế trước đây chưa thể thanh khoản. Cơ chế bao cấp thời hậu chiến và sự tan rã của Liên minh các nước xã hội chủ nghĩa đã đẩy nền kinh tế đất nước vào sự khủng hoảng, bế tắc. Chính sách vùng miền, kinh tế tự quản cản trở việc lưu thông hàng hóa và tiền tệ là một bài toán khó cho nền kinh tế đất nước thời hậu chiến. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm 1977 trong bối cảnh chính trị mới đầy thách thức. Kinh tế của cả nước khó khăn như vậy. Lúc bây giờ bắt đầu là không có cái gì cả. Đến nước thì nguyên liệu không có, nhà máy không có không nguyên liệu, chúng tôi phải đi vay ngắn hạn để nhập phân bón, nhập sắt thép, nhập các nguyên liệu về tạo điều kiện cho xí nghiệp có nguyên liệu, cho đồng ruộng có phân bón, cho phụ nữ có vải. Tham gia cùng chính phủ trong quá trình tháo gỡ những khó khăn do chính sách cấm vận, cơ chế quan liêu bao cấp và những mô hình kinh tế thí điểm không hiệu quả, Vietcombank đã thành lập công ty Vinafico tại Hồng Kông để sáng tạo phá thế bao vây cấm vận của Mỹ, cùng chính phủ tìm kiếm nguồn vốn, tìm ngoại tệ thông qua xuất khẩu và thực hiện các hiệp định thương mại của chính phủ, mạnh dạn đổi mới, tháo gỡ khó khăn bằng các cơ chế thưởng quyền sử dụng ngoại tệ, thưởng ngoại tệ, cho vay ngoại tệ đáp ứng nhu cầu vốn ngoại tệ cho các lĩnh vực kinh tế then chốt trọng điểm. Chuyển sang hoạt động tự chủ độc lập sau khi có hai pháp lệnh ngân hàng chuyển từ ngân hàng một cấp sang ngân hàng hai cấp. Ngày 14 tháng 11 năm 1990, Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị 403/CT chính thức chuyển đổi Vietcombank thành ngân hàng thương mại quốc doanh của nhà nước, lấy tên là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
vào những cái năm mà cực kỳ khó khăn là sau khi chúng ta đổi mới. Do chưa có định hình từ trước, đổi mới các hoạt động ngân hàng là những bước đi chập chững cái việc xử lý nợ tín dụng quá hạn, khó đòi của các cái tổ chức kinh tế. Và đặc biệt là những cái nợ xấu mà nó nằm trong cái diện các cái doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đang nằm trong các vụ án. Khắc phục cái tình trạng này, tôi cho rằng là chính phủ cũng đã kịp thời xử lý nhanh những cái văn bản dưới luật để có những cái hướng dẫn cần thiết việc thực hiện cái luật đất đai. Một cái cơ chế xem xét quyết định những cái khoản cho vay mới đấy ở thời điểm này đã được chúng tôi thiết lập bằng cơ chế hoạt động của cái hội đồng tín dụng. Đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 cũng là cánh cửa được mở ra, đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao trong khu vực và châu lục. Vietcombank bước sang một trang mới. Ngày 26 tháng 9 năm 2007, chính phủ đã chính thức phê duyệt phương án cổ phần hóa Vietcombank theo quyết định 1289/QĐ-TTg. Là ngân hàng 100% vốn nhà nước tiên phong chuyển sang cổ phần là cách đi khác biệt, tạo ra một cuộc cách mạng để mở rộng nguồn vốn, gặt hái kinh nghiệm, tạo nên một hình mẫu cho các doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy sự phát triển hoạt động kinh doanh cũng như tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế. Với sự kiện IPO thành công nhất lịch sử tài chính Việt Nam vào cuối năm 2007, thu hút hơn 9.400 nhà đầu tư tham gia và thu về cho ngân sách nhà nước khoản thặng dư phát hành lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Người Vietcombank luôn ý thức được rằng với truyền thống đáng tự hào trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế toàn diện, cổ phần hóa Vietcombank là một bước tiến mới trong việc xây dựng thương hiệu và cạnh tranh quốc tế. Uy tín thương hiệu và bản sắc văn hóa riêng có của Vietcombank đã in đậm trong tâm trí khách hàng. Trong suốt 60 năm hình thành và phát triển của mình thì Vietcombank đã thành công trong việc xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp của mình có cái sự khác biệt đối với ngân hàng khác, đó là tinh thần trách nhiệm, cái tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo và tận tâm đối với khách hàng. Vietcombank đã giữ một cái vai trò rất là quan trọng, như là nhiều người nói là cái điểm tựa cho cái sự phát triển kinh tế, cho cái sự phát triển của không chỉ các cái doanh nghiệp của Việt Nam, mà cũng có thể ở góc độ nói đấy là chúng ta có thể nói rằng đấy là cái điểm tựa cho cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Ngày 30 tháng 6 năm 2009, ghi dấu ấn quan trọng mang tính lịch sử của Vietcombank khi cổ phiếu Vietcombank mã chứng khoán VCB chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vietcombank đã trở thành một doanh nghiệp nhà nước đổi mới tiêu biểu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế. Vietcombank đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự và quy chế vận hành, đặc biệt là năng lực tài chính và năng lực quản trị điều hành. Hiểu được đà phát triển và hiểu được nhu cầu của nhân lực, Vietcombank đã chứng minh cho chúng tôi thấy đội ngũ cán bộ có năng lực và luôn làm việc chặt chẽ với chúng tôi hàng ngày, tư vấn cho chúng tôi điều gì nên làm và cả những điều không nên làm. Tôi vô cùng biết ơn vì những hỗ trợ mà chúng tôi nhận được trong quá trình hợp tác cùng Vietcombank. Tham gia kiến tạo dòng chảy giữa đại dương mênh mông để vươn ra biển lớn, hội nhập với nền tài chính thế giới, một trong những thời khắc không thể nào quên của người Vietcombank là sự kiện ký kết với cổ đông chiến lược ngân hàng Mizuho Bank thuộc tập đoàn Mizuho Nhật Bản. Chúng tôi ký kết với lại đối tác chiến lược là ngân hàng Mizuho của Nhật Bản. Thì việc này xảy ra trong năm 2011. Chúng tôi rời Tokyo mùng 5 tháng 3. Thì chúng tôi về Hà Nội thì ngày 11 tháng 3 chúng tôi nghe tin là Nhật Bản có động đất sóng thần. Thì bao nhiêu công sức anh em làm thời gian qua với đối tác tiềm năng là đối tác chiến lược là ngân hàng Mizuho, chúng tôi cứ tưởng rằng không thể thực hiện được nữa vì bạn đã bị một trận động đất cỡ 8 độ Richter, 8,9 độ Richter rất là lớn
và thiệt hại vô cùng. Thế nhưng mà chúng tôi cũng không thể tin được và hết sức may mắn khi mà phía bạn vẫn quyết tâm đeo đuổi, quyết tâm là thực hiện cái việc là đầu tư vào Việt Nam và cụ thể là đầu tư vào Vietcombank với tư cách là nhà cổ đông chiến lược. Đấy là một năm đầy thuận lợi cho Mizuho. Vietcombank bằng sức mạnh nội tại và các biện pháp thắt chặt tín dụng cũng như sự quyết tâm tăng trưởng, chúng tôi đã đạt được những mục tiêu của mình và chúng tôi rất hài lòng về kết quả này. Sau khi cổ phần hóa và lựa chọn đối tác chiến lược thành công, Vietcombank đã chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Ngày 31 tháng 3 năm 2013, Vietcombank chính thức công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới với 6 giá trị cốt lõi: sáng tạo, phát triển không ngừng, chu đáo tận tâm, kết nối rộng khắp, khác biệt, an toàn, bảo mật. Thông điệp chung niềm tin vững tương lai đã khẳng định cam kết của Vietcombank luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên con đường hướng tới tương lai, thể hiện quyết tâm của Vietcombank tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững, giữ vững vị thế số 1 trong nước và từng bước vươn xa trên trường quốc tế. Vietcombank đã có những chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động, tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất. Vietcombank đã đề ra phương châm tăng tốc, hiệu quả và bền vững. Có thể khẳng định đến thời điểm này, Vietcombank đã thực hiện thành công cái phương châm đó, chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Vietcombank đề ra phương châm hội nhập và phát triển bền vững. Và ngay trong năm 2017, với phương châm chuyển đổi, hiệu quả, bền vững, Vietcombank hy vọng sẽ thực hiện thắng lợi chương trình hành động của chính phủ và chương trình hành động của ngành ngân hàng cho một giai đoạn phát triển mới 2016-2021. Người Vietcombank luôn ý thức rằng truyền thống chính là khởi nguồn của thương hiệu. Một ngân hàng của cách mạng, của ý đảng lòng dân, luôn gắn kết trong các chính sách định hướng sâu rộng về an sinh xã hội, đề cao việc xây dựng phẩm chất đạo đức của con người, tạo nên những giá trị cốt lõi trong kinh doanh, từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa của những người tiên phong cả trong tư duy và hành động, để trở thành điểm tựa cho nền kinh tế trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, bản lĩnh và sáng tạo của những người đứng đầu cùng sự gắn kết tập thể đã hòa thành một dòng chảy của 60 năm Vietcombank, một dòng khát khao lớn mạnh để hòa vào dòng chảy hội nhập của nhân loại. Năm 2018, Vietcombank khai trương ngân hàng Vietcombank tại Lào. Năm 2019, Vietcombank chính thức khai trương văn phòng đại diện tại tòa tháp Rockefeller, New York, đánh dấu một bước tiến mới trong dòng chảy giữa đại dương tài chính toàn cầu. Hoạt động ngân hàng quốc tế còn được hỗ trợ bởi mạng lưới gần 1.200 ngân hàng đại lý tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Luôn hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Vietcombank nằm trong top 500 thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất toàn cầu do Brand Finance công bố. Là ngân hàng duy nhất của Việt Nam vào top 30 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo đánh giá của The Asian Bank. Là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, xếp thứ 937 do tạp chí Forbes bình chọn. Liên tiếp nằm trong top đầu danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, đứng đầu trong các ngân hàng theo xếp hạng của Alphabet, được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động lần thứ 3 liên tiếp. Và quan trọng hơn cả, cái tên Vietcombank đã được định vị sâu trong tâm trí của hàng triệu khách hàng. Hiện nay Vietcombank đang đồng hành chúng tôi cái dự án rất lớn, như vừa nãy tôi nói là 70.000 tỷ. Thì với cái dự án này khi chúng tôi hoàn thành thì nó làm cho Hòa Phát thay đổi hẳn về chất. Chính là lần đầu tiên chúng tôi đã sản xuất lên 14-15 triệu tấn thép mà trở thành là, tức là nó là một cái khác biệt. Lúc đó thì như chị biết rồi, tôi vẫn nói vui thì lúc đó là Hòa Phát thì phải tương đương với 1.000 công ty bình thường. Nếu như không nói 2.000, 3.000 thì để làm được như thế thì một lần nữa nói lại là ngoài cái quyết tâm của nội lực của Hòa Phát
thì phải có cái sự mà đóng góp giúp đỡ rất lớn của Vietcombank. Số hóa chính là điểm hẹn của tương lai nhân loại, và Vietcombank không muốn chậm nhịp tiên phong tới điểm hẹn này. Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, với việc chuyển đổi thành công hệ thống ngân hàng lõi core banking vào đầu năm 2020, Vietcombank có nhiều lợi thế trong ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao, không gian giao dịch công nghệ số cùng các dịch vụ ngân hàng số đa tiện ích cung cấp cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho đông đảo khách hàng. Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có năng lực nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao, Vietcombank là lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn và khách hàng cá nhân. Những thành tựu mà Vietcombank đã đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển là kết tinh của những nỗ lực, lao động và sáng tạo không ngừng nghỉ của lớp lớp cán bộ, lãnh đạo Vietcombank qua các thời kỳ. Mục tiêu của chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam và đứng trong số 100 ngân hàng lớn nhất ở châu Á, 300 ngân hàng lớn nhất trên thế giới và 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất trên toàn cầu, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Chặng đường trước mắt chúng tôi cho rằng chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn, thậm chí những thách thức chưa từng có tiền lệ. Nhưng mà tuy nhiên, với một truyền thống tự hào, với một nền tảng vững chắc mà chúng tôi đã xây dựng được, và đặc biệt là với ý chí và quyết tâm, bản lĩnh và trí tuệ của hơn 2 vạn cán bộ nhân viên Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, thì Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nhất định sẽ tiếp tục vươn xa, sẽ tiếp tục viết tiếp nên những trang sử mới tự hào. 60 năm hòa mình cùng lịch sử đất nước, từ dòng suối lặng lẽ trong công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc, Vietcombank đã tạo nên huyền thoại bất hủ của con đường tiền tệ trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Để rồi, vượt bao thác gành trở thành điểm tựa của nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ hội nhập phát triển, Vietcombank tiên phong với những đổi mới và sáng tạo không ngừng nghỉ. Vietcombank đã ghi tên mình vào danh sách 100 ngân hàng lớn nhất thế giới theo quy mô vốn hóa. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Vietcombank vẫn đột phá, vững vàng vượt qua thách thức, được Đảng và Nhà nước ghi nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 2023. Như những nhà hàng hải đi tìm dòng hải lưu ẩn mình giữa đại dương bao la của tài chính thế giới, truyền thống và thương hiệu mà Vietcombank đã tạo dựng là điểm hẹn cho tương lai vô cực đang mở ra những thách thức và đỉnh cao mới. 60 năm lớn mạnh cùng đất nước, Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.